Nãy giờ em chưa cái kia clip kia em chưa ló nữa anh. Quay quay quay. Kim. Chiếc tương hả? Vậy lát con tự lấy đi, sợ mẹ lấy nhiều quá mấy con. Anh ăn đi. Ờ, được rồi, cho nó ăn đi. Nó gà cho nó ăn. Gà ẩm con. Tôi ẩm chưa? Con ẩm nha. Mày để cái dĩa con lấy con trang nước tương lên con lấy ăn nha. Như kia. Mày để sẵn lên cái dĩa con chỉ trang tương qua thôi nha. Không? Em mốt cái kinh nghiệm lấy cái tôm gần lại tôm xa quá hết cuốn được. Này là thập cẩm tôm thịt hả? Tôm thịt con nghêu nữa. Nói chung thích ăn gì làm cho tụi nhỏ nè. Coi như là có 3 loại bánh cuốn hả? Còn giờ cái bánh cuốn thập cẩm là 4 loại thôi. Có đâu, nó bỏ vô nó lấy không được, nó rớt vô trong. Ờ. Nghe cái cửa đó là nó cứ phun phun khói rồi ha. Hơi nước ấy. Nghe mấy cái cửa nó cứ phun khói rồi ha. Thì cái hơi mà. Những chỗ đó bút buộc như vậy nè, bây giờ mình đổ vô bỏ vòng. Đút cái ngăn kia vô. Đi hết hơi. Chưa có cái bánh nào chổng á, giờ mới làm nóng trước thôi. Ồ cái này có sẵn rồi. Chờ cho tôi. Chỉ ngủ nữa rồi kìa. Kim ơi nó nóng ngon con, để ba ẩm em.